nay là cái ngày mà gì biết nó bể show từ sáng tới chứ tới giờ này, nhưng mà hy vọng là cái show tối nay không có bể. Hôm nay là một cái sự kiện nó khá là quan trọng và là một cái cột mốc đánh giá thêm một cái đứa em nhỏ nữa của đại gia đình Điền Quân của mình, đó chính là Coleman Entertainment và Coleman Food. Rồi, chào mừng anh ơi. Quê lại nhau bà con. Ngày nay là quê nha. Cảm ơn hôm nay. Tạm thời quê, ngày hôm nay, ngày mai tính tiếp. Bà con biết hai thì hai anh em chúng tôi đang chuẩn bị làm gì không? Dạ, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay thì mọi người thấy mình tất tả ngược xuôi tất cả mà sáng nay thì mới ở Cần Thơ quay cái tiếng rau bể show. Hôm nay là cái ngày mà gì biết nó bể show từ sáng tới chứ tới giờ này, nhưng mà hy vọng rằng cái show tối nay không có bể, mà kệ có bể cũng không sao hết trơn, nó quen rồi. Nói đùa thì hôm nay là một cái sự kiện nó khá là quan trọng và là một cái cột mốc đánh giá thêm một cái đứa em nhỏ nữa của đại gia đình Điền Quân của mình, đó chính là Coleman Entertainment và Coleman Food. Hôm nay là đánh dấu kỷ niệm 1 năm tuổi của Coleman Entertainment và đánh dấu grand opening của Coleman Food. Mình lại có mặt cùng với 300 anh em ở tại một cái resort rất là đáng yêu ở Bến Tre Riverside, nằm kế bên dòng sông Hàm Luông. Nhưng mà hôm nay thời tiết có vẻ như không có chiều lòng người lắm, nhưng mà tương truyền rằng là trời mưa càng lớn thì coi như làm ăn càng ngon chừng đó. Tiền mưa càng lớn thì tiền vô càng nhiều, đúng không quý vị các bạn? Và hôm nay thì có rất nhiều bạn bè thân hữu, rồi khách hàng đối tác hợp, rồi cùng với đội ngũ của Coleman Entertainment và Coleman Food. Nào mời quý vị các bạn cùng theo chân Coleman đi lướt qua một vòng để điểm mặt trai xinh gái đẹp. Thấy anh em mình lên chụp hình tấm đi ha. Dạ chị, chắc tranh thủ chị em mình. Dạ. Yeah. Rồi, anh em mình lên làm vài tấm lưu niệm đi ha. Hên quá, nãy thấy mưa lớn quá chắc tưởng bể show rồi. Ủa anh Khương đâu rồi? Rồi vậy chụp ha. Đứng em là 1 2 3 2. Rồi thư ký trợ lý đi kiếm muốn xỉu luôn. Tôi không hiểu luôn. Để cho nhường cho hai cô chú lên trước thì ra. Ơ cô trường bắp thì ra. Dạ chị. Chị lên đi vô rồi. Trang vô đây con. Rồi, lên nhanh vô. Thêm người nữa đi. Trang trăm vô đi. Dạ, chị đứng giữa đi. Rồi. Áo tím đẹp quá, đứng giữa. Trời. Không vậy cũng được, vậy cũng được. Rồi, anh nhìn em nha. 1, 2, 3, tôi nha, 2, 3, 2. Dạ ok. Dạ rồi, dạ, dạ. Ôi, ôi, trời ơi. Xuống cái nào vậy, xuống cái nào. Long ơi, Long ơi. Cho anh đứng chính giữa đi, mẹ em đứng bên đây. Rồi giờ tôi vô. Còn bên nữa bên này nhiều lắm ai, còn mười mấy người. Long, đứng bên đây nè. Nè đi, để mưa đó. Dạ qua đây bớt này, ra đây bớt này. Rồi ok. Nè thấy anh đẹp trai rồi. Có tôi được rồi. Rồi chụp nè mọi người ơi. 1, 2, 3, 2, 3. Hai cái cuối nè, vui nè. 2, 3. Ok. Rồi, thank you. Cái gì đó. Thôi bắt con đưa nha. Trời, tiếp phút nay làm gì chơi quy nhà đồ đen hết trơn vậy. Nhanh, khẩn trương đi, để mưa tới bây giờ. Trời ơi, mặc đồ đẹp chi, xuống xa xuống xuống. Mình nghiêng da, mình nép vào nhau là lấy được hết. Em xích lại xíu.
đủ chưa, ok không? Vô luôn. Rồi, mọi người chịu khó nép lại, xịt lại gần đi. Nhưng mà vô, phải để vô rồi vậy. Không phải tới bên kia dài quá. Không hết được nổi đâu. Rồi, lại gần á. Hết không? Rồi, em chụp nha. 1, 2, 3, 2. Tay, tay hậu ơi, hậu. 2, 3. Ok. Ok không? Rồi. Ủa, tìm bánh mì đâu không thấy hả? Tiệm này có xuống không? Dạ có. Dạ, em xin. Ơi, vô đây. Rồi, hai chị này qua bên đây giùm em cái. Rồi, ok. Rồi, em chụp nha. 1, 2, 3, 2, 3, 2. Ok. Mấy cho chị chụp chứ. Em đứng bên kia đi. Rồi, vô đây, anh ấy, qua đi. Trời ơi. Đây nè, lên đây nè. Rồi. Em chụp nha. 1 2 3. Tôi là 2 3 2. Cao quá thì đứng giữa trời. Rồi. Vô. Ủa team này team nào thấy lạ lắm vậy trời. Ủa đèn anh Sang đâu lên? Đèn anh Sang đâu? Ví dụ mấy người trai đứng trước rồi bốn cục dễ xấu lắm, chụp nó bị mắc cái khoảng trắng xấu lắm, mấy người trai bị trước được không? Được rồi, ok rồi. Mấy người này thôi. Lê em muốn đứng nào được không Lê? Rồi, ok. Nga xuống rồi, Lê đứng đó, Lê đứng. Nga qua đây nè, Nga qua đây nè. Nga dồn qua luôn. Rồi, ok. Không, không, Nga đứng vào đây, Lê đứng vào đây. Lê đứng ngoài, trời ơi. Rồi, ok. Rồi, Lê lùng xuống giúp em. Trời ơi, nó đứng. Chụp nha, 1, 2, 3, 2, 3. Cái nữa nè, tôi lên. Số 1 nè. 1, 2, 3, 2, 3, ok. Rồi, ok, tắm đi. Anh ơi, cho kế tắm đi. Vô. Dễ lắm. Cái này là cuộc ấy riêng. Vô Khánh. Vô mẹ. Vô. Vô đây. Leader Điền Quân đâu? Vô, gom vô chụp. Ồ. Máy là tao đây. Rồi được chưa? Đi, em chịu khó đi qua đây. Không, mày xích qua đây xíu, cho đẹp nè. Rồi, xích nhẹ thôi. Ồ, Nguyên đâu? Dạ, đấy, em đây. Đây. Rồi, ok. Con Khương à. Khương ơi, Khương. Khương kìa. Khương. Đâu rồi? Rồi em chụp nha. À, lại xong này đi, xong rồi kêu nó vô. Rồi, 1, 2, 3, 2, 3, 2. Dạ, ok. Rồi, thôi, team Khương này vô chụp với ba ông đốc cái này. Rồi, vô lẹ đi. Nó đây lăng quá. Rồi vậy thôi đi ra chờ. Rồi, nhanh lên. Rồi team leader vô làm tấm. Làm lẹ. Sao cho đây? Đây đeo cho đây. Anh Khánh đâu rồi? Đấy. Dạ sao dạ? Lùng vô. Rồi, ok. Kìa. Vô đi chụp đi. Hoài. Ủa sao cho dân đứng ngoài xa quá vậy? Anh Khương qua đây luôn. Dân vô giữa cái gì vậy? Thì dân qua đứng kế em chú cái gì vậy? Dân đứng kế anh Khương ngoài gì vậy? Rồi em chụp nha. 1 2 3 cái nữa nè. 2 3 2 3 rồi cho em xin kiểu khác nè. Số 1. 1 2 3 2 3. Ok. Rồi. May là có mưa đó mà còn nóng. Đây, chọn nhắm đi. Quê lại nha bà con. Ngày nay là quê nha anh. Hôm nay. Tạm thời quê ngày hôm nay, ngày mai tính tiếp. Rồi, ngày mai tấm bùng là tôi nhấn nó dưới bùng cho biết. 2 3 2. Ê, né cho. Ok. Tạm thời quê.
Rồi. Ấy chị đều một người qua đây nữa. Đúng rồi. Chị vào trong này, dí anh đó, dí anh Cương á. Rồi đây là team thư ký. Ủa sao đứng lên cao vậy con, lùi xuống chút. Rồi ok, rồi vừa đẹp. Rồi em chụp nha. 1 2 3 2 3 tôi lên 2. Ok. Trời ơi, chiếu ghê vậy. Rồi team Hà Nội vô đây. Team ôi em xuống nào vậy, xuống mà trưa hả, ngủ giấc hả? Rồi em chụp nha. 1 2 3 2 3 2 3 ok rồi, ok thank you. Các bạn ơi nhanh nhanh ơi, nhanh nhanh đi, tới giờ rồi nè, nhanh lên đi. Vô đông đông lần đi. Lát nhậu với anh này giờ là bắt đầu rồi. Anh là hai người đúng. Dạ các bạn, đây là Talent The 50 Plus anh. Ờ biết rồi. Rồi mọi người đứng xích xích chào vô. Chào con. Dạ. Ok được chưa? Rồi. Anh em đứng ngoài đây luôn, em đứng bên đây luôn được không? Nhưng anh nhảy rồi, chạy sập đồ tay rồi. Rồi em chụp nha. 1 2 3. Nhìn má nha mọi người. 2 3. Ok. Dạ cảm ơn chú. Rồi ok con vô vô vô. Ai chụp hình xong vô trong ngồi đi. Đây là team Coleman Network. Đây là đây khách khách anh nhường cho khách là lên trước đi. Team này rồi ok ok ok. Rồi. Bên đây chia bớt qua bên đây đi em. Em để xa lên chung ơi, để ngoài đây nè chung. Tấm này mới in này. Rồi chưa? In nha, in nha. In tấm ảnh cưới nha. Dạ, được chưa? Rồi. Không thấy em đâu. Nó thi bữa giờ chụp hình nó toàn bị dư ta. Vô. Rồi chưa? Rồi ok em chụp nha. 1 2 3 2 3. Nhìn máy nè mọi người. 2 3. Ok. Rồi. Rồi, mời vô anh. Để về khách đi, bên khách là mời. Em vô đây với anh đi. Ưu tiên cho khách lên trước đi, để khách vô trong kia họ ngồi nghỉ đi. Rồi, hai chào. Ôi, dạ. Sorry em. Rồi, em chụp nha. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ok. Rồi, ok, dễ yeah. Hẹn. Vui. Rồi, tìm phút, tìm phút. Chắc là vàng giúp em 2-3 hàng được không ạ? Bây giờ có cũng hơi đông. Ngồi. Nam ngồi đi nghe, Nam ngồi dưới đi. Nam ngồi đi. À, chú ơi. Nhanh không hình giúp em ơi. Anh chị ơi, mình chia qua bên đây. Kêu anh kia bớt, kêu anh kia bớt. Xấu xổ. Lên chụp hình nè. Bạn nhanh lên, đâu à, từ từ em, anh em ơi, đợi em với. Chịu khó ngồi trên đây luôn, anh chịu khó ngồi dưới đây em luôn anh phải rồi. Anh chịu khó ngồi đây luôn. Ngồi gom vô cho ngồi gom vô các bạn ơi. Ngồi gom vô cho nó. Đủ chưa hả? Mình xếp sau này đi xíu. Cái gì cái mất rồi kìa. Em lui đi xíu. Ok. Rồi em chụp nha. 1 2 3 nhìn máy ảnh nè mọi người. 2 3 2 3. Rồi cái cuối nè, số 1 nè. 1 2 3 2. Dạ ok. Dạ rồi, cảm ơn mọi người. Rồi xong. Rồi đủ rồi phải không? Còn ai nữa không? Dạ, đủ hết rồi. Rồi vô bắt đầu luôn đi. Vô bắt đầu luôn đi. À, chào. Quý vị các bạn thân mến, chụp hình là cái đoạn tôi mệt nhất. Giờ biết sao được. Nào bây giờ mời quý vị các bạn tiếp tục xem phần mở màn rất là thú vị của chương trình Grand Opening Coleman Food hôm nay. Rồi đây, đi, coi coi gì. Chào khán giả Phương Dừa. Anh ơi, cho em chụp hình tấm hình được không? Nhìn vô máy của em kìa. Rồi, ok.
xong rồi đó. Như vậy? Đang quay chứ không chụp anh. Làm gì mà nó dớt xong nó xô tôi ra vậy? Rồi bây giờ mời quý vị bạn lướt vô khu vực tiệc. Ở đây rất là đẹp nha, nhìn ra bên ngoài là ngay dòng sông Hồng luôn, đẹp lắm luôn. Rồi chắc mọi người đã ổn định chỗ ngồi rồi, giờ mình anh ngồi đây đi. Dạ dạ. Anh ngồi đây chứ. Hả? Quá. Thì nói chung làm sự kiện là như vậy. Hãy chịu khó chứ. Ủa sao ngồi xa vậy? Ừ, sắp xếp làm sao mà không ngồi dồn, anh thấy mấy nhiều bàn trống quá trời nè. Nhưng mà ngồi đó thì mát. Dạ, anh ngồi tự nhiên nha. Dạ dạ. Rồi. Bây giờ ai căng cái tấm vải màu xanh này cho chị được không? Đó cái tấm biển. Không thấy đâu. Thấy thì thấy rồi. Gì vậy? Thấy thì mù mắt. Thôi. Mấy cái chìa khóa của anh đâu, ai giữ chìa khóa anh? Đồ của Khương đâu? Thu Thanh đang giữ chìa khóa kho đó. Rồi đi vô cửa kho. Anh thấy nó cửa kho hay cô dâu á đó kìa. Anh có bỏ đồ trên xe đây là gọn nhất nè. Không ở đâu cũng được hết á, nhưng mà nói chung là phải tính trước. Quay quay. Ủa cái này là để lò làm sao này con? Kẹp ra ngoài. Bà con biết hai thì hai anh em chúng tôi đang chuẩn bị làm cái gì không? Chuẩn bị đi hát mướn hả? Lâu lâu chạy xô. Đúng rồi, hôm nay chạy xô Bến Tre xong rồi lát nữa. Chạy ít lắm, chạy cứ từ Bến Tre chạy về tới Cà Mau. Ủa sao tôi mang dép thôi, tôi đi chân không cho nó vui đi. Rồi ok. Chân không cho nó mát. Máy em đâu? Quay đi ráp vô cho vui. Ủa cái chân trợt chân té đó bà nội. Rồi xong chưa? Bắt đầu chưa? Vô. Phá hai gì? Thấy loa lúc này ốm quá ha. Rồi bỏ bom nữa. Toàn là bom mìn không à? Chuẩn bị cho hai anh hai cái chai mà chai không nó đừng có hai chai không đâu hai chai không đúng rồi. Ơ à, được sao đổ nước đây vậy? Nước mấy bạn uống em cũng không biết của ai đó. Phải có nước, hai chai nước suối đâu? Đây hai chai nước suối đây, giả làm đó xong rồi tháo cái nhà thương hiệu ra, đó giống như là chai, giống như cái chai đồ đế vậy đó. Đúng không? Rồi. Ủa sao chai anh ít vậy? Cho anh nhiều nên nát uống giống như uống rượu vậy. Không có, nói chung là hát hôm nay đi hát mướn. Hát chuyện bà Tám. Ừ. Còn bà ba hát chuyện bà Tám. Đang có bao nhiêu khán giả đang xem vậy? Đấy hỏi anh á, cái tiệc
điện thoại anh đâu. Trời ơi, danh thủ quay cho anh Khương vừa nữa kìa. Hôm nay là coi như là xác định là hai anh em què. Tạm què bữa nay. Vô. Vô cho nó có máu này đủ đế mà đưa cái gì mệt quá. Xịn rồi. Có một vàng múa đàng hoàng này con cô bác. Ừ, đó rồi. Giờ cái diễn nhạc múa này xuống từ Sài Gòn á, còn đây từ Bến Tre qua mình từ Cà Mau chạy tới. Chủ yếu là người ta coi như vàng vàng múa. Quay nè tốt trước. Chào khán giả kênh vừa. Bữa nay vừa lễ kỷ niệm 1 năm thành lập của công ty Parliament Company. Bây giờ là chuẩn bị. Gì còn gì? Với lại ra mắt công ty chưa thuộc bài nữa. Nói chung hai anh em tham gia cho nó vui. Quan trọng là người múa nha, tụi em phải múa cho nó ngon nha. Để vớt lại cho hai người. Đây nè coi nè đó, trang phục tôi đọc không? Ngoài nâu trong đỏ. Đó nãy mọi người thấy anh mặc cái quần đỏ thì giờ là bên rồi xong. Uống nước dừa. Chừng nào chạy? Thôi chạy luôn đi. 5 phút nữa làm cái gì? Nói còn 1 phút nữa thôi, xong rồi chuẩn bị xuống đạt rồi cho người ta chạy đi. Cái này chai này là chai rượu đế. Thưa quý vị các bạn, chứ không phải là chai, chứ không phải chai nước suối nha. Đó, như vậy thì mọi người liên tưởng là tiết mục sắp tới là nó sẽ có liên quan gì tới cái gì mà rượu chè. Đúng không quý vị các bạn? Kính thưa quý vị, các quý, các anh chị thân mến, chỉ còn 1 phút nữa thôi thì buổi lễ kỷ niệm 1 năm thành lập công ty cổ phần Parliament. Chào khán giả đang xem livestream nha. Tự nhiên lúc này quạt khóa livestream dễ sợ luôn. Ở dưới Bến Tre mưa, giờ mưa gió mịt mùng. Xin cảm ơn. Em bên kia qua ha. Em bên kia, hai anh bên kia hả? Em bên ha, anh đây ha. Ở bên nào cũng được. Thôi anh bên kia đi. Em bên kia đi. Giờ anh em bên kia bên đây đi. Cầm sẵn mic nha. Trời ok. Mấy bạn nam dẫn anh ra nha. Thưa quý vị khách quý, và chỉ còn một phút nữa thôi chương trình của chúng ta sẽ được chính thức bắt đầu. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng toàn thể các anh chị, chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong khu vực sảnh tiệc, ổn định cho ngồi. Trơn quá, trơn quá. Trơn quá, coi chừng chạy lên té. Tấn dịnh. Được không? Được anh ơi. Mày có dắt. Rồi em dắt đâu không được. Tới anh
chàng trai miền trai thương có ngại lo vui nhớ mà mê nhậu cho quên hết tháng qua và hơi quán hò đường nhiệt Yeah.